Sài Gòn hiếm khi nào mà có cái cảm giác mình đi để kiếm được một chỗ mà nó nhìn nó tĩnh lặng như thế này thì hiếm lắm. Ở đây có cái mình không biết gọi này là cái gì ha, cái tàu đang chở mấy cái container. Lúc nào mình rảnh mình sẽ ra đây quay tiếp cho mấy bạn xem ha. Không khí của Sài Gòn lúc này rất là thoải mái. Thì rất là yên bình ha các bạn. Mình sẽ đi một vòng qua bên cái đường Đồng Khởi. Đây có cái kiến trúc dưới cái công trình dưới mặt đất này. Mình đang ở góc đường Mạc Thị Bưởi ra Đồng Khởi. Mình nhớ không lầm thì có một cái cửa hàng của Khải Siêu ở đây. Cái cửa hàng ở Khải Siêu đây nhưng mà mình lại không nhớ rõ là nó nằm ở khúc nào. Đây thấy rồi, Khải Siêu. Một cái ngôi nhà nhìn khoảng 4-5 tầng đó. Này chắc giờ đã đóng cửa rồi. Những cái căn nhà khách sạn ở quanh khu vực Đồng Khởi này, khu vực
một trong những đường rất là đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn. Những cái mặt hàng ở đây là mặt hàng về thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh, những cái mặt hàng về lưu niệm. Mình cảm thấy là thật là may mắn cho những người ở Sài Gòn, ở cái đất Sài Gòn này. Mình ở Sài Gòn đây cũng từ nhỏ tới lớn 30 năm mà chưa hề biết, chưa hề cảm thấy bị bão hay gì cả, thiên tai. Chính vì vậy mà có lẽ là rất là nhiều người di cư vào trong Sài Gòn này để làm ăn. Đây có một đoàn người nước ngoài. Đây là mặt sau của cái hotel Times Square. Đây là của Trương Mỹ Lan. Đây là cái khách sạn 6 sao. Đây là đường Hồ Huấn Nghiệp đó. Bây giờ mình sẽ bọc lại đường Đồng Khởi. Đây là cái khách sạn Grand, khách sạn 5 sao. Khách sạn này từ năm 1930 rồi. Ở đây người ta đang làm đường. Còn cái khu vực này mình cũng kiếm khi nào mà mình vô mấy cái shop, vì ở đây rất là đắt tiền. Mình vô mình cũng không có mua được đồ gì cả. Thật ra là mình cũng ngại cái giá của nó nữa. Đây người ta trang trí rất là đẹp ha. Mình thì chỉ nhận biết ra cái này là chỗ Bến Thành thôi. Còn cái khu vực này mình không biết là người ta dựng lại mô hình lúc nào.
mình đang chuẩn bị qua đường, mình chờ cho lượt xe này nó giảm bớt rồi mình sẽ qua. Ở đây không có đèn xanh đèn đỏ. Đi bọc hết cả đường Đồng Khởi luôn ha. Đây là cái khách sạn Majestic 5 sao ở số 1 Đồng Khởi. Mình sẽ đi qua phía bên kia. Hôm nay là ngày chiều cường dâng cao. Mình qua bên đó mình quan sát một lúc. Đường này thì xe tải rất là nhiều. Đường này xe tải rất là nhiều. Mình sẽ đi ở khúc trên. Ở bên kia có cái My Life Cafe và cái sở du lịch phố Hồ Chí Minh. Ở bên phía đó, đi bộ, có cái bộ Bùi Viện cũng có một cái sở du lịch nằm phía bên đường Phạm Ngũ Lão. Mấy năm trước thì cái ở đây có cái tàu cánh ngầm đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu 1 tiếng rưỡi, thì bây giờ nó dẹp rồi, hình như người ta đã chờ giờ phía nào mình cũng muốn quên mất rồi. Đây có một cái chú xe ôm và một cái người sửa xe bơm xe, người ta cũng lớn tuổi rồi. Sẽ đi qua đường khúc này. Đây là cái mặt Nguyễn Huệ ha. Lúc nãy mình có quay cho mấy bạn xem cái phần sân khấu này rồi. Các bạn nhớ xem trong cái kênh của mình để có cái clip về cái phần sân khấu đó, và trong thời gian diễn ra mình cũng sẽ ra quay.
khá là nguy hiểm. Ngày xưa khi mà chỗ này còn cái bến này á thì một số mình cũng hay ra đến đây chơi. Nó có bán kem, bán gì, những cái xe đạp nó chạy bán kem ở đây cũng nhiều lắm. Giờ thì không cho vào nữa. Mình đứng bên đây mình nghe tiếng nhạc bên kia rất là hay. Người ta xuống dưới này người ta câu cá, nhìn rất là dơ. Mặt nước rất là phẳng lặng.